Một cái quán bún riêu mà mở cái giờ ương ương 9 giờ sáng. Hàng này thì có hot không các bạn? Lần đầu tiên mình ăn đấy. Mọi người vẫn hay truyền tay nhau là quán nào mà trụ được ở phố cổ đều rất là ngon. Quán này cứ gọi là quán bún gánh ở phố Tại Hiện đi vì mọi thứ ở đây rất là nhỏ xinh. Mặc dù là giữa trung tâm phố cổ nhưng mà giá một bát bún full topping ở đây cũng chỉ 65 xu. Topping ở đây thì giống ở tất cả các mọi nơi là có giò, bò, đậu mọc và thêm trứng vịt lộn. Tại Hiện là một con phố nhỏ xinh nằm vuông góc với phố Hàng Buồm. Nơi đây có một ngôi nhà với kiến trúc rất là độc đáo, giao thoa của rất nhiều nền văn hóa khác nhau, đấy chính là hội quán Quảng Đông. Hiện giờ nơi đây chính là trung tâm văn hóa nghệ thuật. Với đa phần tất cả những du khách đến với thủ đô Hà Nội thì sẽ không thể nào bỏ qua một nét văn hóa đặc trưng, đó chính là ẩm thực đường phố, một nét văn hóa vỉa hè rất là đặc trưng của Việt Nam. Từ Bắc vào Nam thì cái tên gọi bún riêu sẽ không xa lạ gì. Thế nhưng ở mỗi vùng miền, canh riêu lại có một cái nét đặc trưng riêng và sẽ có một hương vị không hề giống nhau. Bún riêu ở Hà Nội thì sẽ thấy đặc trưng là vị chua thanh nhẹ và thơm mùi giấm bỗng. Nhưng mà nói vậy thôi chứ ở Hà Nội thì các quán bún riêu cũng có rất nhiều quán có hương vị khác nhau. Để tìm và minh chứng đâu là hương vị chuẩn hay hương vị cổ truyền thì rất là khó. Trong văn hóa Việt Nam thì ăn uống là cả một nghệ thuật, các bạn có công nhận không? Thậm chí nó có mối quan hệ thiết giữa lối sống, lịch sử và nền văn minh, từ trong cách nấu, cách lựa chọn nguyên liệu rồi đến cả cách giao tiếp trong khi ăn. Qua ẩm thực nó thể hiện được sự hình thành nền văn hóa của Việt Nam. Qua ẩm thực, qua những chuỗi clip như này, tôi muốn lan tỏa đến với tất cả các bạn một Việt Nam cực kỳ tươi đẹp, một Việt Nam giàu nền văn hóa. Nhưng trên thực tế hơi buồn là những clip dạng như thế này rất ít được lan tỏa, nhưng tôi vẫn sẵn lòng nói về Việt Nam của tôi, một Việt Nam rất tươi đẹp.